Chị nhân không? Nằm đây uống sữa nhá. Nằm đây uống sữa, mẹ đi ra mẹ pha sữa cho Mon này nhá. 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 Nằm yên đây nha. Mẹ ra mẹ pha sữa cho Mon đã nhá. Mà thấy mẹ mà hai đứa nó mừng dữ hả? Thôi nằm đây nào, mẹ dặn cô Bi này, mẹ pha sữa cho Mon rồi, mẹ chuẩn bị sữa cho cô Bi luôn rồi. Nhưng mà đợi sữa nó nguội đã nhé. Xong rồi con ra con uống sữa xong rồi con lấy sữa cho Mon cho mẹ mới nhé. Được không? Ok nhá. Nào mẹ đi ra mẹ dọn nó xong chứ trời sắp mưa rồi. Nhớ canh giờ lấy sữa với em uống với nha, cho nó nguội đủ uống nha. Chỗ mèo, chỗ mèo, ôi trời, mèo, chỗ mèo.
Nhà mẹ xem nào. Đi vô nhà mẹ xem nào, món đâu rồi? Chị Bi nữa nè.